Hello, xin chào tất cả các bạn. Hàng ngày thì các bạn rất là quen thuộc với những hành động như là cắt rán này, hoặc là chiên xào, hoặc là thái, hoặc là xay, hoặc là đảo thức ăn, hoặc là khuấy thức ăn chẳng hạn. Những cái hành động đó nó xảy ra hàng ngày, thế thì các bạn đã biết nói bằng tiếng Hàn như thế nào chưa? Chúng ta hãy tập nói tiếng Hàn bắt nguồn, bắt đầu từ chính những cái hành động hàng ngày xung quanh các bạn. Thế thì video ngày hôm nay sẽ là 40 từ vựng về các hành động dùng trong nấu nướng mình muốn chia sẻ với các bạn. Qua video này thì mình mong rằng các bạn sẽ ghi nhớ và áp dụng vào trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày một cách thật là thành thạo nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào nội dung của ngày hôm nay. Săn tả, săn tả, săn tả, luộc. Chô kê tả, chô kê tả, chô kê tả, chẻ hoặc là tước. Tức là các bạn hiểu là chẻ nhỏ ra đấy, hoặc là tước nhỏ ra. Ví dụ như là món rau muống, chúng ta làm món rau muống ngâm ấy, thì các bạn thường chẻ ra rồi các bạn hoặc là tước, hoặc các bạn ngâm vào nước cho nó thành, cho nó cuộn tròn lại, sau đó là các bạn ăn kèm với bún phở gì đó đúng không? Thì bạn có chô kê tả là chẻ hoặc là tước. Chi tả, chi tả, chi tả, chưng hoặc là hấp. Khan tả, khan tả, khan tả, mài hoặc là nạo. Ví dụ như là các bạn dùng cái nạo để các bạn nạo cà rốt chẳng hạn. Chèo nọt thả, chèo nọt thả, chèo nọt thả, nhồi hoặc là dồn. Ví dụ như là các bạn làm món bánh bao hấp chẳng hạn, thì các bạn cũng nhồi hoặc là các bạn dồn cái nhân vào bên trong, sau đó là các bạn gói lại. Thì chèo nọt thả mà nghĩa là nhồi hoặc là dồn. Chi thả, chi thả, ba thả, ba thả, giã, xay hoặc là tán. Các bạn nối âm lên thì phát âm thành âm thở. Chi thả, ba thả. Hè tung ha tả, hè tung ha tả, hè tung ha tả, giã đông. Tức là các bạn lấy đồ từ trên ngăn đá xuống và để cho nó giã hết đá ra để các bạn nấu nướng. Huy chót tả, huy chót tả, huy chót tả, khuấy hoặc là quậy hoặc là đảo. Giáng niêm ha tả, giáng niêm ha tả, giáng niêm ha tả, nêm gia vị. Hưng tươn tả, hưng tươn tả, hưng tươn tả, lắc. Cúp tả, cúp tả, cúp tả, nướng. Ví dụ như là nướng bánh mì hoặc là nướng thịt. Các bạn hiểu là cái hành động nướng này sử dụng trong lò nướng. Trang xí khá tả, trang xí khá tả, trang xí khá tả, trình bày hoặc là trang trí. Thường muốn đẹp hơn thì các bạn trang trí cho cái đĩa thức ăn bằng cách là thêm hoa hoặc là cắt tỉa hoa quả để tạo hình, đặt lên đĩa cho nó đẹp hơn đúng không? Cha nê tả, cha nê tả, cha nê tả, vắt hoặc là ép hoặc là bóp. Các bạn hiểu đây là hành động làm cho nó kiệt nước đi, vắt kiệt nước. Ví dụ là các bạn nạo củ cải ra và các bạn vắt kiệt nước ở trong củ cải. Kế sốc cho chư tả, kế sốc cho chư tả, kế sốc cho chư tả, khuấy. Các bạn hiểu cái hành động khuấy này là khuấy đều, khuấy liên tục, không ngừng nghỉ. Cửn co nê tả, cửn co nê tả, cửn co nê tả, cạo hoặc là nạo. Ví dụ như là các bạn nạo cái quả dứa ấy, nạo thành sợi hoặc là nạo nhỏ, thì các bạn dùng với từ cửn co nê tả, cửn co nê tả, cạo hoặc là nạo. Thuy kỳ tả, thuy kỳ tả, chiên, rán.
Các bạn có từ này hiểu là chiên rán ngập trong dầu đấy. Sita, 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 rửa. Quê tả, quê tả, quê tả, xiên hoặc là ghim. Đây cũng là một hành động dùng nhiều trong nhà bếp. Ví dụ là các bạn xiên thịt vào que xiên để các bạn nướng ấy. Cư đi tả, cư đi tả, cư đi tả, nấu sôi, đun sôi. Nô thả, nô thả, nô thả, bỏ, bỏ vào hoặc là cho vào, thêm vào. Ví dụ là gì nhỉ? Cho rau vào nồi hoặc là cho thịt vào chảo thì các bạn dùng với từ nô thả, mà nghĩa là bỏ hoặc là cho. Các bạn chú ý nối âm lên phát âm thành âm thở. Nô thả. Cha nê đà, cha nê đà, cha nê đà, ép hoặc là vắt. Từ này chúng ta có mang nghĩa là ép vắt, ví dụ là vắt cam ấy, hoặc là ép hoa quả, ép tạo thành cái nước ép cho nó vắt kiệt đi, chỉ chúng ta lấy nước thôi. Thê chi đà, thê chi đà, thê chi đà, trần, nhúng hoặc là luộc sơ, hoặc là trụng nước sôi, hoặc là trần qua. Chúng ta chỉ làm chín sơ sơ thôi, không phải là luộc kỹ. Thám cư tả, thám cư tả, thám cư tả, nhúng ướt hoặc là ngâm. Hoặc các bạn hiểu là muối, ví dụ là muối kim chi thì các bạn cũng dùng cái từ thám cư tả. Mặt bô tả, mặt bô tả, mặt bô tả, nếm. Búc tả, búc tả, búc tả, chiên hoặc là xào. Các bạn hiểu ví dụ là nhiều cơm rang hoặc là cơm chiên ấy, hoặc là xào rau, xào thịt thì các bạn dùng với cái từ búc tả. Bán rô cha rư tả, bán rô cha rư tả, bán rô cha rư tả, bổ đôi hoặc là cắt làm đôi. Ba thả, ba thả, ba thả, tán hoặc là nghiền nát hoặc là giã nhỏ. Ví dụ các bạn nghiền hạt tiêu ấy, hoặc là giã nhỏ hạt tiêu thì các bạn dùng với từ ba thả. Chà rư tả, chà rư tả, chà rư tả, cắt hoặc là thái, ví dụ là thái rau chẳng hạn. Sa rơn xít tả, sa rơn xít tả, sa rơn xít tả, vo gạo. Các bạn có từ xít tả chúng ta vừa học mà nghĩa là rửa, nhưng mà trong trường hợp này sai có nghĩa là gạo, thì các bạn hiểu là cái động tác vo gạo để trước khi chúng ta cho vào nồi để nấu. Sơn thắng ơi bù rì tả, sơn thắng ơi bù rì tả, sơn thắng ơi bù rì tả, rắc đường. Các bạn có từ bù rì tả mà nghĩa là rắc, ví dụ là rắc hạt tiêu, hoặc là rắc đường, hoặc là rắc muối lên trên món ăn, hoặc là vào nồi canh chẳng hạn. Dán kê sơn tả, dán kê sơn tả, dán kê sơn tả, sắt lát hoặc là cắt lát, hoặc là các bạn hiểu là cắt một cách rất là mỏng. Dán kê có nghĩa là một cách rất là mỏng, sơn tả là cắt hoặc là sắt, thái mỏng hoặc là cắt mỏng, ví dụ là các bạn thái dưa leo, dưa chuột chẳng hạn, thành những cái lát mỏng. Bèo rơ bà la nê tả, bèo rơ bà la nê tả, bèo rơ bà la nê tả, rút xương. Bèo, bèo mà nghĩa là xương, bà la nê tả mà nghĩa là rút. Xe uê tông ơn chế go ha tả, 새우의 똥을 제거하다. 새우의 똥을 제거하다. Lấy chỉ lưng tôm. Các bạn có 새우 có nghĩa là con tôm, 똥 mà nghĩa là các bạn hiểu là phân. Còn trong trường hợp khi mà nói là
cái ở con tôm ấy thì các bạn sẽ có cái chỉ lưng, tức là cái đường chỉ màu đen ấy, hay gọi là tôm, là phân của con tôm ấy. Seue tôm có nghĩa là cái phân hoặc là cái chỉ lưng của con tôm. Khi mà cái từ ươi này nó mang nghĩa là sở hữu cái gì đó của ấy, tức là ở đây là cái chỉ lưng của con tôm, thì các bạn phát âm thành e. Seue tôm. Che go hata mang nghĩa là rút hoặc là lấy. Che go hata. 설탕으로 맛을 내다. 설탕으로 맛을 내다. 설탕으로 맛을 내다. Bỏ đường hoặc là thêm đường hoặc là nêm đường, nêm nếm đấy. Các bạn có 맛을 내다 mà nghĩa là nêm nếm. 압력솥 들어 요리하다. 압력솥 들어 요리하다. 압력솥 들어 요리하다. Nấu bằng nồi áp suất. Các bạn có 요리하다 là nấu. 압 còn cái từ này. 압력 phát âm là biến âm là 압력. Ở đây phụ âm b và r. Các bạn phát âm ở cái âm tiết đầu tiên biến đổi b thành m sẽ là 암. Ở đây biến đổi thành n niên. 압력. Và ở đây các bạn gấp đôi phụ âm s lên. 압력솥 들어 요리하다. 압력솥 có nghĩa là cái nồi áp suất, euro là bằng, yorihada nấu bằng nồi áp suất. 잘게 타진다. 잘게 타진다. 잘게 타진다. Băm nhỏ hoặc là băm nhỏ hoặc là sắt nhỏ. Ví dụ các bạn băm nhỏ hành tây chẳng hạn, hoặc là sắt nhỏ hành tây. 잘게 타진다. 정사각형으로 칼질하다. 정사각형으로 칼질하다. 정사각형으로 칼질하다. 대명왕. Các bạn có 정사각형 có nghĩa là hình vuông, 형 có nghĩa là hình, 정사각 là vuông, 정사각형으로 có nghĩa là bằng hình vuông hoặc là thành hình vuông, 칼질하다 mà nghĩa là thái, cắt thái. 네 조각으로 자르다. 네 조각으로 자르다. 네 조각으로 자르다. Cắt làm tư. Các bạn có 조각 mà nghĩa là cái miếng, 네 조각 có nghĩa là bốn miếng, 으로 là thành, 자르다 mà nghĩa là cắt, cắt thành bốn, hoặc là các bạn hiểu là cắt làm tư. 껍질을 벗기다. 껍질을 벗기다. 껍질을 벗기다. Lột vỏ. Các bạn có 벗기다 mà nghĩa là lột hoặc là tháo cởi. 껍질 có nghĩa là cái lớp vỏ. 껍질을 벗기다. Lột vỏ, ví dụ là lột vỏ con tôm ấy. 깍둑 썰기. 깍둑 썰기. 깍둑 썰기. Sắt hình vuông hoặc là sắt hạt lựu. Chúng ta vừa cùng nhau đi vào tìm hiểu những từ vựng sử dụng nhiều khi nấu nướng. Thế thì xem xong cái video này, các bạn hãy cố gắng thay vì nói bằng tiếng Việt, chúng ta chuyển sang nói bằng tiếng Hàn. Các hoạt động của chúng ta hàng ngày khi các bạn vào bếp, có như vậy thì các bạn mới nhớ được. Học tức là phải đi đôi với hành, sử dụng hàng ngày. Chúc các bạn sẽ học tiếng Hàn thật là hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. 여러분 감사합니다. Cảm ơn các bạn.